Bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm cái món mứt dừa non, và mình sẽ chia sẻ cho các bạn bí quyết làm sao để chúng ta làm được cái mứt dừa non vừa đẹp mắt vừa thơm ngon và sợi trắng dẻo, cũng như là khi mà các bạn bảo quản thì các bạn sẽ để được lâu nhất các bạn nhé. Nó sẽ không bị chảy nước, không bị ra nước ấy. Đó, nhìn rất là đẹp rồi đúng không các bạn? Ngon cực kỳ luôn. Và mình mời các bạn hôm nay sẽ vào bếp cùng với mình các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm cái món mứt dừa non các bạn nhé. Làm thế nào để chúng ta có được cái mứt dừa non mà bảo quản được lâu, không bị chảy nước và không bị mốc, thì các bạn sẽ xem cho mình cái video này. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn toàn bộ cái bí quyết để chúng ta có thể làm mứt dừa được ngon nhất các bạn nhé. Và phần phía cuối video thì mình sẽ nói một vài các cái nguyên nhân dẫn đến mứt dừa bị lại đường, hay là mứt dừa của chúng ta nó bị chảy nước và mứt dừa bị mốc các bạn nhé. Ở đây thì mình đã chuẩn bị một cái quả dừa non như thế này là 400g các bạn nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình 240g đường, một trái chanh nhé. Dừa non thì các bạn bấm vào, các bạn thấy nó mềm như thế này này là được, nhưng mà đừng non quá các bạn nha. Non quá thì nó bị oặt ra thì mình rất là khó làm, và khi làm mứt thì mứt nó sẽ không được cứng sợi và nó không được ngon và bảo quản không được lâu. Ở đây thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái đường này, mình sẽ để gọn ra một bên nhé. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình luôn một cái chậu nước như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ vắt nước cốt của 1/2 trái chanh nhé. Các bạn sẽ vắt lấy nước cốt của 1/2 trái chanh để các bạn gọt xong cái phần vỏ. Sau đó thì các bạn sẽ cho luôn dừa vào cái nước chanh này để mình ngâm. Dừa khi mà đi mua ấy, thì các bạn sẽ lựa chọn những cái dừa mà các bạn bấm, các bạn thấy nó mềm tay, đừng cứng quá. Cứng quá thì khi mà các bạn làm nó bị khô, ăn mứt dừa nó sẽ rất là khô và nó không ngon ấy. Đấy, và mứt dừa non này thì ăn sẽ rất là ngon này. Các bạn sẽ mình bấm nhẹ thôi cũng đã được rồi này các bạn này. Đấy, sau khi mà mua về thì các bạn sẽ nạo cho mình hết cái phần vỏ nâu ở phía ngoài này đi nhá. Các bạn dùng cái nước chanh này thì mứt dừa của chúng ta sau khi mà xên xong nó sẽ có cái màu trắng, trắng tinh luôn đấy. Sau khi mà các bạn đã cạo xong như thế này rồi thì các bạn sẽ cho vào cái chậu nước này luôn cho mình nhé. Các bạn cho đây, các bạn rửa qua đi. Sau đó thì mình sẽ dùng cái thớt để mình thái cái dừa này ra nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ tách đôi cái quả dừa này ra cho mình nhé. Phần nước vào trong quả dừa này mất rồi. Bây giờ thì các bạn sẽ thái cái dừa này ra cho mình nhé. Các bạn sẽ thái cho mình thành những cái miếng mà nó có độ dày từ 0,5 đến 0,7cm. Mình sẽ chia ra như thế này để thái cho nó dễ. Đây ạ. Các bạn đừng thái mỏng quá nhé. Ở đây là mình làm mứt dừa non, mứt cái sợi ý ạ, chứ không phải là cái mứt dây truyền thống các bạn nhé. Đây, các bạn sẽ thái ra cho mình thành những cái miếng có độ dày từ 0,5 đến 0,7cm. Các bạn cắt cho mình như vậy nhé. Đây ạ, thành những cái miếng như này, có độ dày từ 0,5 đến 0,7cm như thế này. Để khi mà các bạn xên mứt xong, mứt của chúng ta nó còn teo lại nữa ấy các bạn. Với mứt dừa non thì đó, các bạn sẽ thái nó dễ. Các bạn dùng dừa già quá mà các bạn mà làm như thế này thì mứt nó sẽ bị khô ấy, ăn nó cứng, nó không ngon.
bây giờ thì các bạn sẽ rửa thật là sạch. Các bạn cho dừa vào nước chanh, các bạn rửa qua như thế này. Để lát nữa khi mà các bạn xem nước xong thì mứt của chúng ta nó sẽ rất là trắng các bạn nhé. Đây là cái mẹo làm cho mứt dừa chúng ta là trắng. Và để dừa không bị ướt thì các bạn bước này cũng cực kỳ quan trọng các bạn nhé. Các bạn sẽ rửa sạch dừa cho mình, rửa đến khi nào mà các bạn thấy cái nước này nó hết đục. Đây ạ, bây giờ rửa các bạn sẽ thấy nước nó vẫn còn rất là đục như thế này. Mình sẽ rửa đến khi mà dừa nó hết sạch nước đục này đi. Mình cỡ khoảng 8 đến 10 nước các bạn nhé. Và các bạn cứ làm rửa tương tự cho mình như vậy nha. Đến khi nào mà các bạn thấy cái dừa này của mình nó hết cái nước đục, để cho nó ra hết cái dầu dừa. Các bạn ơi, các bạn sẽ rửa cho mình đến khi mà các bạn thấy cái phần nước này nó trong như vậy là được nhé. Ở đây thì mình đã rửa 8 nước rồi, mình sẽ rửa thêm nước nữa cho nó trong hẳn. Và các bạn nếu như mà các bạn có điều kiện các bạn rửa bằng cái nước ấm ấy thì nó sẽ ra cái dầu dừa nhanh hơn. Đây là mình đang rửa bằng nước ấm này, nó ra cái dầu dừa nhanh hơn. Hoặc nếu như mà các bạn cẩn thận hơn chút nữa thì các bạn có thể trần qua với cả nước nóng. Các bạn trần cho mình khoảng 30 giây đến 1 phút thôi. Cho thêm chút chanh vào để cho nó trắng. Các bạn rửa nhẹ nhàng, nếu không là cái sợi dừa của chúng ta nó sẽ đứt. Nhưng mà cái dừa non thì nó sẽ rất là mềm. Đó, các bạn thấy không ạ? Nó dẻo lắm. Dừa nó rất là trắng như này. Sau khi mà các bạn rửa xong, các bạn sờ các bạn sẽ không thấy bị dính tay hay không thấy bị nhớp tay nữa là được nhá. Các bạn cứ rửa cho mình từ 8 đến 10 nước các bạn nha. Bây giờ thì các bạn sẽ cho dừa vào một cái âu hoặc là một cái chậu. Nếu như các bạn làm nhiều, các bạn cho vào một cái chậu nhá. Sau đó thì các bạn cho đường vào. Ở đây mình sử dụng 400g cùi dừa. 400g cùi dừa thì mình sẽ dùng 240 gram đường. Các bạn cứ tính cho mình một lạng dừa thì các bạn sẽ dùng 60 gram đường. Các bạn không dùng ít hơn nhé. Dùng ít hơn thì khi mà các bạn xem kết tinh nó không kết tinh được đâu. Đấy, cho nên là tỷ lệ đường với cả dừa mình đã tính hết rồi. Cho nên là các bạn làm đúng như này nhé. Thì các bạn sẽ sắc đều lên để cho đường bám vào dừa. Và các bạn sẽ ngâm cho mình dừa với đường như thế này trong khoảng thời gian là 1 đến 2 tiếng. Sau đó thì chúng ta bắt đầu đem cái dừa này đi để chúng ta xên các bạn nhé. Hoặc là nếu như mà có thời gian thì các bạn ướp cho mình trong khoảng thời gian là 4 tiếng thì đường sẽ ngấm dừa hơn. Ở đây thì mình chờ trong vòng 2 tiếng thôi. Đó, bây giờ thì các bạn sẽ cùng chờ với mình nhé. Và 2 tiếng sau thì mình sẽ quay trở lại để làm tiếp cái món mứt dừa non, làm sao để không bị ướt, không bị ướt đường ạ. Và để được rất rất là lâu các bạn nhé. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn đã ngâm dừa với cả đường như thế này cho mình được 4 tiếng, ở đây thì mình ngâm 4 tiếng các bạn nhé. Thì bây giờ mình bắt đầu đem cái dừa này đi để mình xên các bạn nha. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái chảo chống dính hoặc là chảo nhôm. Các bạn mà có chảo nhôm hoặc là nồi nhôm dày ấy, thì các bạn khi mà các bạn xên ấy, nó sẽ cái bông tuyết nó sẽ đường kết tinh ạ,
nó sẽ bám đều vào cái phần dừa. Các bạn cứ để bếp ở lửa vừa cho mình như thế này thôi. Và các bạn đun đến khi nào mà nó bắt đầu sôi lăn tăn thì chúng ta lúc đấy mới đảo nhé. Và các bạn không đảo nhiều, tránh cái việc dừa sẽ bị lại đường ấy. Và trong lúc mà chờ cái dừa này nó được thì mình sẽ nói qua cho các bạn một vài các cái nguyên nhân và cách khắc phục lỗi khi mà các bạn xên dừa các bạn nha. Ở đây nếu như mà mứt dừa của chúng ta không kết tinh được thì đó là do, một là các bạn cho đường với tỷ lệ quá là ít. Ví dụ ở đây mình dùng 400g thì mình cứ 100g thì mình dùng 60g đường. Các bạn cứ căn tỷ lệ như vậy cho mình thì chắc chắn các bạn làm sẽ thành công, không làm ít hơn các bạn nhé. Ít hơn nữa là dừa không kết tinh được. Đấy. Khi mà các bạn xên đường ấy, xên mứt này mà bị cháy hoặc là bị màu nâu ấy, chuyển sang màu nâu thì đó là do cái quá trình mà các bạn xên mứt để lửa quá là to và khiến cho cái đường này nó keo lại và không kết tinh được ấy. Cho nên là khi mà các bạn xên mứt như thế này thì các bạn sẽ xên cho mình ở lửa nhỏ, lửa vừa thôi các bạn nhé, lửa nhỏ thôi để cho nó không bị cháy đen và nó không bị hỏng cái mẻ dừa. Và nếu như mà nó bị lại đường như vậy thì các bạn sẽ rửa sạch cái lớp, các bạn sẽ rửa sạch cái dừa này đi, các bạn đừng có bỏ nha. Sau đó các bạn sẽ pha đường và với cái tỷ lệ mà mình đã cho các bạn ấy, các bạn sau đó các bạn xên lại với lửa vừa thì sẽ khắc phục được cái lỗi đó. Và có một cái lỗi nữa đó là khi mà các bạn xên mãi mà nó không thể kết tinh được đường ấy thì đó là do mà thì các bạn sẽ rửa sạch đi nhá. Nếu như mà đun mãi mà nó không kết tinh, nó cứ chuyển sang cái màu nâu nâu ấy ạ, thì các bạn rửa sạch cái lớp đó đi và cho thêm đường vào đúng cái tỷ lệ như mình vừa mới nói. Đó là được các bạn nhé, đó là một cái số lỗi khi mà chúng ta xên mứt. Còn nếu như mà mứt mà xên xong kết tinh rất đẹp nhưng lại bị chảy nước, bị ra nước thì các bạn sẽ xem ở phía cuối của video này mình sẽ nói đến nhé. Bây giờ thì mình chờ cái phần này nó sôi lên, lăm tăm lên là được. Khi nó bắt đầu sôi lên như thế này thì các bạn cứ để cho cái nước nó bốc hơi hết đi đã nhé. Sau đó khi mà các bạn thấy nó gần cạn nước rồi, nó gần cạn rồi thì chúng ta bắt đầu đảo nha. Các bạn cứ đun như vậy khoảng 5 phút thì các bạn sẽ đảo cho mình một lần. Cái mứt dừa này đặc điểm khi mà các bạn làm để cho nó không bị lại đường thì khi mà thời gian đầu như này các bạn cứ để cho nó bốc hơi hết lên đi nhá. Sau đó thì chúng ta mới đảo mứt sau. Cứ 5 phút thì các bạn đảo một lần. Mình không đảo nhiều quá khi mà đường nó vẫn còn rất là nhiều nước như thế này các bạn nhé. Các bạn ơi, khi mà các bạn thấy dừa các bạn đun, các bạn thấy nó đã hết cái phần nước và bắt đầu nặng tay như thế này rồi thì các bạn sẽ đảo đều lên cho mình nhé. Các bạn cho lửa nhỏ lại cho mình nhé và mình bắt đầu đảo. Các bạn ơi, khi mà các bạn thấy cái phần hơi nước nó đã bốc lên rồi thì bây giờ các bạn sẽ đảo cho mình. Đó, cái phần hơi nước nó đã bốc lên rồi thì bây giờ các bạn sẽ xên cho mình ở lửa nhỏ các bạn nhé. Cứ tầm mức 5, mức 6 thôi. Đường đang có hiện tượng kết tinh ở bên thành rồi. Các bạn chuyển cái phần nước đường này ra cái phần ria các bạn nhé, để cho nó kết tinh. Đó. Và các bạn lưu ý cho mình là để lửa nhỏ các bạn nhé, mình không để lửa lớn.
khi xên dừa này thì cái quan trọng nhất vẫn là để lửa nhỏ. Và khi mà nó bắt đầu nặng tay như thế này rồi thì các bạn sẽ đảo liên tục cho mình. Bước này rất là quan trọng các bạn nhé. Khi mà các bạn mua được cái dừa non ấy thì các bạn sẽ thấy là cái sợi dừa rất là dẻo, mềm, dẻo quánh luôn ấy các bạn. Nó không bị khô, và ăn những cái mứt dừa như thế này thì nó mới ngon nha. Đó, ngày Tết là mình phải lựa chọn cái dừa nó mềm một chút. Các bạn đừng lựa chọn cái dừa nó cứng quá nhá. Dừa cứng quá thì là ăn nó khô, không ngon, mứt sẽ không ngon, mứt sẽ có cái vị khô, rất là khô luôn. Đó, đường đang bắt đầu kết tinh rồi này các bạn ơi. Các bạn cứ phải đảo đều cho mình nhé. Nhìn cái sợi dừa ngon đúng không các bạn? Rất là ngon luôn này. Ơi mẹ đây. Ờ con đi vào nhà vệ sinh đi. Đó các bạn ơi, các bạn sẽ đảo đều tay cho mình các bạn nhé. Các bạn đảo đều tay cho mình như thế này. Đường đang kết tinh rất là đẹp rồi. Các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để chia sẻ với các bạn cách làm mứt dừa non làm sao kết tinh đẹp, không bị lại đường mà rất là khô khi mà các bạn bảo quản để được lâu ấy các bạn. Thì làm thế nào để chúng ta làm được cái mứt dừa non vừa bảo quản được lâu mà lại kết tinh đẹp, lên đường đẹp và đặc biệt là không bị lại đường, thì mời các bạn hôm nay sẽ vào bếp cùng với mình các bạn nhé. Chỗ này là mình làm gần hoàn thành rồi đây. Đó, đường đang kết tinh rất là đẹp này. Rồi khi mà các bạn thấy nó khô như thế này là các bạn phải đảo liên tục cho mình nhá, đảo đều tay cho mình để đường kết tinh bám vào cái phần dừa. Đó, khi nào mà các bạn thấy nó kết tinh hết lên rồi. Các bạn đảo thật đều tay nhá. Và cái thời gian mà các bạn đảo cho mình như thế này nó chỉ rơi vào khoảng 4 đến 5 phút thôi. Các bạn sóc, các bạn sóc nó lên như thế này này. Các bạn nhớ là khi mà các bạn xên mứt như thế này thì các bạn chỉ xên cho mình ở đường nhỏ thôi nhé, không xên ở đường lớn. Các bạn xên ở đường lớn thì nó cháy đường. Mứt dừa rất là trắng đúng không các bạn? Cực kỳ trắng luôn mà lại còn ngon nữa. Đó, các bạn đảo cho mình đến khi nào mà các bạn thấy cái đường kết tinh rất là đẹp như thế này, nó bám vào và nó khô. Đó, các bạn thấy cái đường này nó khô chưa? Đó, các bạn thấy nó khô hoàn toàn như thế này rồi đúng không? Thì bây giờ các bạn sẽ tắt bếp cho mình nhé. Các bạn sẽ đảo cho mình thêm 3 phút nữa. Khi mà các bạn tắt bếp nhé, chỗ này là mình đã tắt bếp rồi các bạn ạ. Sau đó các bạn sẽ đảo cho mình 3 phút nữa. Nếu như mà các bạn muốn ăn mứt dừa non được thơm hơn thì các bạn có thể cho cái ống vani, cái ống vani vào bây giờ để cho nó thơm. Nhưng ở đây thì mình muốn ăn cái mứt dừa non mùi thơm từ dừa, cho nên là mình không cho vào các bạn nhé. Thì các bạn sẽ cho cái mứt dừa non này ra một cái mâm cho mình nhé. Và các bạn dùng cái quạt ấy, các bạn quạt thật là nguội. Các bạn cho hết cái mứt dừa non ra đấy.
cái phần đường kết tinh thì các bạn không cần phải cho ra đâu ạ. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái quạt nhé. Sau đó thì các bạn sẽ dùng cái bao tay đó, các bạn hấp lạnh cái dừa này lên. Đến khi nào mà các bạn thấy cái dừa nó nguội, các bạn làm như vậy để cho nó ra bớt cái phần đường kết tinh ở trên dừa các bạn. Các bạn sẽ thấy là cái sợi dừa non đây ạ, rất là dẻo. Khi mà các bạn có được dừa non như vậy thì nó rất là dẻo. Và khi mà các bạn xên mứt xong ấy, thì các bạn cho ra cái mâm như thế này và các bạn xốc. Các bạn cứ xốc cái dừa lên cho mình như thế này nhá, để cho nó không bị ướt. Các bạn để cho cái mứt của chúng ta thật là nguội đi, sau đó thì các bạn mới cho vào các cái hũ thủy tinh hoặc là túi để các bạn bảo quản, thì đảm bảo là các bạn sẽ không bao giờ thấy dừa của chúng ta nó bị ra nước và bảo quản được trong thời gian là 2 tuần nếu như các bạn để ở ngoài nhé. 2 tuần khi mà các bạn để ở trong ngăn mát thì lạnh, còn nếu như các bạn để ở ngoài thì các bạn dùng cho mình trong khoảng thời gian là 1 tuần thôi. Tại vì là khi mà các bạn để quá lâu ấy thì bởi vì chúng ta không sử dụng cái chất bảo quản, cho nên là mứt dừa khi mà các bạn để ở ngoài nó cái nhiệt độ bên ngoài, nếu như trời nóng chẳng hạn thì các bạn sẽ bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh cho mình để mứt không bị không bị mốc. Mẹ đang làm mứt dừa, con có muốn ăn thử không? Hả? Con ăn thử đi. Ngon mẹ. Ngon lắm. Mứt dừa rất là bùi các bạn ạ, cực kỳ bùi luôn mà rất là ngon. Và nó đã ngấm được cả cái phần đường ở trong dừa rồi, cho nên là các bạn bỏ bớt cái phần đường đây ạ, cái phần đường kết tinh các bạn thấy. Và các bạn sấy cho mình trước quạt như thế này khoảng 2 tiếng các bạn nhé, để cho mứt dừa của chúng ta nguội hoàn toàn thì nó sẽ không bao giờ bị ra nước, không bao giờ bị ướt ướt. Các bạn sẽ thấy là mứt dừa khi mà các bạn làm xong nó hay bị ướt ấy, đó là do chưa nguội mà các bạn đã cất rồi, hoặc là do trong cái thời gian khi mà các bạn mới làm mứt ấy, các bạn chưa rửa sạch cái dầu dừa, thì dầu dừa ra nó sẽ làm cho cái mứt của chúng ta bị ướt các bạn nhé. Đó. Mình thì mình làm ít như thế này thôi, thỉnh thoảng ăn rồi làm ít thôi, cho nên là nó sẽ nguội rất là nhanh. Khi nào mà mình thấy nó nguội hẳn, các bạn sấy hong trước quạt cho mình thấy nguội hẳn rồi thì các bạn mới cất các bạn nhé. Đó. Đây, mứt dừa rất là dẻo luôn. Nhìn đường kết tinh rất là ngon đúng không các bạn? Và 2 tiếng nữa thì mình sẽ quay trở lại để xem cái mứt dừa này các bạn nhé.